Thưa quý vị, Tết là thời điểm mà thói quen sinh hoạt quen thuộc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình bị đảo lộn khá nhiều so với ngày thường. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ quả tiêu cực như là dễ bị bệnh tật, sức khỏe suy giảm và thậm chí là khiến cho nguy cơ tai nạn tăng cao. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, số nạn nhân bị tai nạn do sinh hoạt dịp Tết tăng hơn 8% so với dịp Tết năm 2016. Báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 6 ngày Tết Nguyên đán 2017, từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 4 Tết, các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và điều trị 1.599 trường hợp tai nạn do sinh hoạt, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2016. Các tai nạn sinh hoạt thường gặp trong ngày Tết là té ngã, bỏng điện giật. Cụ thể có người bưng đĩa trái cây lên lầu để cúng bị khuỵu xuống và gãy chân phải đưa đi cấp cứu. Hay có người sửa chùm đèn nhấp nháy thì bị giật do dây điện bị hở. Những trường hợp tai nạn chủ yếu do dọn dẹp trang hoàng nhà cửa hoặc nấu ăn làm cỗ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh nhân say xỉn không kiểm soát được hành vi cũng gây khó khăn và cản trở cho bác sĩ khi cấp cứu.